chú mèo hoang ăn trộm thịt gà và tình mẫu tử vĩ đại. Chú mèo hoang đang bị thương ở đầu này bị phát hiện mỗi ngày đều chạy đi chạy lại với miếng thịt gà trên miệng. Theo người dân xung quanh, con mèo này chạy rất nhanh mà không ai có thể bắt kịp được nó cả. Nó cũng có thể đã ăn trộm hơn 100 miếng gà trong vòng 30 ngày qua. Người dân ở đây cũng cho biết họ thường xuyên thấy em mèo với miếng ức gà ở trên miệng của mình, nhưng đều không biết em nó ăn cắp trộm từ đâu. Để tìm hiểu sự thật, một anh phóng viên đã quyết định đi theo con mèo. Chẳng mấy chốc, anh đã tìm thấy nó, tuy nhiên con mèo vô cùng cảnh giác khi thấy người lạ. Nó liền nháy nhanh qua một bồn hoa rồi đi tới một ngôi nhà trong khu dân cư. Lúc này, anh phóng viên nhìn thấy một cô gái đã mở cửa, sau đó lấy ra một miếng ức gà lớn. Chú mèo liền tiến tới gặm lấy miếng thịt rồi chạy nhanh đi một cách vui vẻ. Tò mò về hành động của cô gái khi nãy, anh phóng viên đã mạnh dạn hỏi thăm. Theo lời kể của cô, chú mèo này đến nhà chị để xin ăn hàng ngày. Lần đầu tiên gặp mặt, cô đã cho em nó một ít thức ăn. Sau đó mèo ta liền nằm ở nhà của cô đợi từ sáng đến chiều. Sau đó, cô thử để một miếng ức gà ở ngoài sân. Lúc này, chú mèo mới nhận lấy và rời đi. Kể từ đó, cứ 2 đến 3 ngày, em mèo sẽ chạy đến nhà để xin ăn. Anh phóng viên đã quyết định quan sát thêm vài ngày để hiểu lý do tại sao chú mèo này cứ lấy đồ ăn mang đi. Tuy nhiên, lần này phải đến 5 ngày sau em nó mới quay lại, trên người còn có một vài vết thương. Và như thường lệ, nó vẫn nằm ngoan ngoãn ở ngoài đợi cô gái cho đồ ăn. Nhìn thấy cảnh này, cô gái liền đi ra ngoài kiểm tra, nhưng em mèo đã nhanh chóng chạy nấp vào bụi cỏ, không thể tiếp cận con mèo. Chỉ đành cho một ít thuốc trộn vào đồ ăn, với hy vọng nó có thể bình phục nhanh chóng. Sau khi ăn xong, con mèo không rời đi mà tiếp tục nằm chờ đợi. Hiểu ý, cô gái liền đem miếng ức gà ra cho nó. Nhìn thấy miếng ức gà, nó liền tiến tới và đem đi. Sau đó, anh phóng viên có một buổi tìm hiểu nhỏ. Lúc này, anh mới phát hiện sự thật là vì chú mèo này hay tha thịt đi quanh khu phố làm cho nhiều người nhầm tưởng em nó đi ăn trộm, nên ra tay đánh nó. Có lẽ đó là lý do vì sao chú mèo này trở nên sợ sệt và cảnh giác với con người như vậy. Cuối cùng, anh phóng viên quyết tâm quan sát chú mèo nhỏ này sẽ đi đâu sau khi có ức gà. Anh đã phát hiện ra rằng sau khi có thịt, nó sẽ chạy băng qua thêm một cánh rừng nhỏ đến một khu dân cư khác. Lúc này, anh mới hiểu ra mọi chuyện khi nhìn thấy những chú mèo con trước mặt của mình. Thì ra miếng ức gà trong miệng mèo mẹ là để lại cho con của mình. Nó không hề động đến một miếng nào cả. 4 chú mèo con được mẹ của mình nuôi dưỡng rất tốt. Thậm chí khi mẹ bị thương cũng muốn mang thức ăn về cho con của mình. Đây có lẽ là sự vĩ đại của tình mẫu tử. Sau thêm vài ngày quan sát, anh phóng viên đã có kết luận về mèo mẹ này. Ban ngày, mèo mẹ sẽ đi kiếm ăn. Nó sẽ đến chỗ của cô gái ở khu phố kế bên để lấy thịt và mang về. Sau khi về đến nhà, nó cũng sẽ quan sát xung quanh thực sự an toàn, rồi mới cất tiếng gọi những đứa con của mình. Ngay lập tức, các bé mèo con đang trú ẩn cũng ra khỏi hang. Hóa ra, để đảm bảo an toàn cho con của mình, mèo mẹ đã giấu con ở dưới hầm và hàng ngày chạy đi chạy lại giữa hai khu phố để lấy thức ăn. Sau khi cô gái biết được sự thật liền đến thăm, hiểu được hoàn cảnh của chú mèo, cô vô cùng cảm động và hy vọng gia đình nhỏ này có thể được cứu. Nhanh chóng sau đó, đội cứu hộ liền vào cuộc. Ngay lập tức, mẹ cùng các con của mình đều được giải cứu và đưa đến trạm thú y. Qua các xét nghiệm, bác sĩ cho biết mẹ đang bị suy dinh dưỡng, cộng thêm các vết thương đang bị nhiễm trùng. Còn các bé mèo con thì may mắn thay đều vô cùng khỏe mạnh. Có lẽ mẹ đã làm vô cùng tốt thiên chức của một người mẹ rồi. Lúc này, cô gái thường xuyên cho em ăn sẽ dang vòng tay đón các mẹ con em về nhà để chăm sóc. Từ giờ, hãy có một cuộc sống hạnh phúc nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé!